triển lãm Pure Gold Upcycle Upgrade, tạm dịch là vàng 10, tái chế, nâng cấp, khám phá chủ đề rác thải và giới thiệu các cách sử dụng rác thải để tạo nên những sản phẩm có giá trị, đã được khai mạc vào hôm qua. Tại đây, các sản phẩm của 9 nghệ sĩ đến từ Hà Nội được trưng bày, kết hợp bên cạnh những hiện vật đến từ khắp nơi trên thế giới. Phế thải công kênh, rác, vật liệu rẻ tiền, tất cả đều là vàng 10, ít nhất là trong mắt của rất nhiều các nhà thiết kế năng động. Tôi nhận thấy là ở Việt Nam, cái kỹ thuật làm thủ công truyền thống là một cái đặc trưng rất lớn. Nhưng mà tại triển lãm lần này thì thay vì tập trung vào sử dụng cái chất liệu mang tính truyền thống như là tre, thì chúng tôi muốn thêm vào các chất liệu khác, các cái sản phẩm phế thải, các phế liệu, và để tạo ra những cái sản phẩm mà vừa mang tính truyền thống lại vừa mang tính đương đại. Vàng 10, tái chế, nâng cấp là một phần trong tour trưng bày kéo dài 10 năm tại hơn 20 địa điểm trên toàn thế giới. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2019 tại Heritage Space Gallery, tòa nhà Dolphin Plaza, Nam Từ Liêm, Hà Nội.